Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Ánh gửi tới quý vị một cái dự án căn nhà tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án 4 căn mọi người ạ, với cái diện tích từ 30 cho tới 34m2. Có căn thì thiết kế 1 tầng 1 phòng, có căn thì thiết kế 1 tầng 2 phòng. Giá chào bán từ 1 tỷ 900 triệu đồng cho tới 2 tỷ 150 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu từ vị trí của cái ngôi nhà này nha quý vị, xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với lại khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Phú Cường, gần với lại chợ Xóm, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Từ vị trí của ngôi nhà này, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, đi lại rất là thuận tiện, giao thông vô cùng tiện ích. Và với cái căn nhà này thì là Ngọc Ánh quay gửi tới quý vị là một tầng chia hai phòng, diện tích là 34m2. Ngõ trước nhà ở đây quý vị có thể nhìn thấy, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại là khoảng tầm 100m nha quý vị. Với 4 căn nhà này thì đều được hoàn thiện xong xuôi chỉn chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay mọi người ạ. Và 4 căn nhà này nó có một cái cổng riêng dành cho 4 căn nhà mọi người nha. Mời mọi người theo em cụ thể vào cái tầng 1 của ngôi nhà. Phần mặt tiền của ngôi nhà được chủ đầu tư toàn bộ là ốp đá granite, và với cái phần cửa chính thì thiết kế là cửa gỗ lim mọi người nha. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà. Và tầng 2 đây, mọi người có thể nhìn thực tế là Ngọc Ánh quay từ phía dưới tầng 1 này cho mọi người nhìn, là chủ đầu tư xây đua ra rất là nhiều mọi người ạ. Đó, mọi người theo em vào cái phần tầng 1 của ngôi nhà để khám phá xem với cái căn nhà này thì thiết kế như thế nào. Đây là phần phòng khách và phần phòng bếp mọi người ạ. Toàn bộ cái hệ thống thiết kế là gạch lát nền này, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đều đã được hoàn thiện xong xuôi chỉn chu. Với căn nhà này thì quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nếu như mà quý vị có nhu cầu. Với cái căn nhà này thì quý vị chỉ phải chi trả khoảng tầm 700 triệu cho tới 800 triệu tiền mặt, là phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm, với những cái lãi suất ưu đãi nhất từ những ngân hàng mà bên Ngọc Ánh thường hay liên kết như bên BIDV này, ngân hàng Liên Việt Sportbank, ngân hàng Sihan Bank, Techcombank, vân vân. Với quay lại vấn đề chính thì đây là cái phần tủ bếp của ngôi nhà mọi người nha. Đây, rất là rộng, rất là thoáng. Toàn bộ cái tủ bếp của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế là tủ gỗ, và phần mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp là ốp kính ốp bếp mọi người nha. Đấy, tủ gỗ rất là chắc chắn mọi người ạ. Đó, tủ bếp nhỏ nhắn xinh xắn với diện tích 34m. Tầng 1 ngoài ra còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ cái hệ thống sử dụng bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang mọi người có thể nhìn thấy đây. Tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang thiết kế toàn bộ là chất liệu là gỗ lim. Mặt bậc cầu thang thì là ốp đá đen trắng mọi người nha. Vậy đây là tầng 1 của Ngọc Ánh review rất là chi tiết, rất là cụ thể rồi. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà để khám phá căn nhà nha. Và quý vị ơi, lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này thiết kế một tầng 2 phòng ngủ. Thì đây là căn phòng ngủ ở phía bên ngoài nha mọi người. Đây, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài, có hệ thống ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa, trần thạch cao. Đó, đây là cái căn phòng ngủ. Cửa thông phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ nha mọi người. Đây, cách âm chống ồn rất là tốt. Và còn một cái căn phòng ngủ nữa ở phía tầng 2 bên trong. Đây quý vị ạ, cái này thì còn thiếu một chút cái cửa nữa mọi người nha. Thiếu cái phần cửa lắp đặt cái cửa sổ nữa là ok. Ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt xong tinh tươm rồi. Đó, cửa thông phòng đây. Với cái lô nhà này thì nó hơi bị chéo một chút xíu ở cái phần đầu. Tuy nhiên thì phần sau đây mọi người có thể nhìn thấy cái phòng ngủ phía bên trong này thì nó rất là vuông vắn. Nó chỉ một chút ở cái phòng bên ngoài là nó hơi bị chéo nha mọi người. Đó, ngoài ra ở phía giữa của hai cái phòng ngủ thì còn có một phòng vệ sinh. Đây, phòng vệ sinh đây, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Bồn cầu liền khối, hệ thống sen tắm, lavabo. Đó, đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời mọi người em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế y hệt tầng 2 nha mọi người, cũng gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Như vậy tổng thể lên của cái căn nhà này là có 4 phòng ngủ riêng biệt nha quý vị. Phía mặt sau này rất là thoáng mọi người ạ. Phía mặt sau là một cái ngõ
cũng như là một cái vườn. Đó, rất là thoáng. Cái này thì thiếu lắp đặt cửa sổ nữa nha mọi người. 4 phòng ngủ riêng biệt, vị trí đi lại giao thông thuận tiện, xung quanh đi lại cũng rất là hợp lý, đi ra khu đô thị Thanh Hà rất là gần khu đô thị Phú Cường mọi người ạ. Đó. Đấy, với cái căn nhà này, Ngọc Ánh tại sao nó chéo, Ngọc Ánh sẽ quay kỹ một chút để quý vị có thể nhìn thấy. Nó bị chéo một chút thôi mọi người nha. Đó, nó bị chéo một chút ở cái phần mặt là căn cái phía tận phần mặt tiền của ngôi nhà đấy mọi người ạ. Đấy, nó chéo theo thửa đất quý vị ạ. Đó. Và phía tầng 3 thì cũng vẫn có thêm một nhà vệ sinh, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng. Phần còn lại, đó là tầng 4 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây là chính là cái khu vực để máy giặt quý vị nha. Và với cái trên tầng 4 này thì chủ đầu tư thiết kế như sau, gồm một phòng thờ. Đây là cái không gian phòng thờ trên phía tầng 4. Phòng thờ riêng biệt nha mọi người. Đó, cửa thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Và phần còn lại đó là sân phơi. Đây chính là phần sân phơi. Sân phơi của cái căn nhà này cũng được chủ đầu tư đổ mái tầng 4 mọi người nha. Đổ trần tầng 4 rồi. Đó. Nói chung với cái hiện trạng của ngôi nhà như Ngọc Ánh quay thì mọi người có thể tưởng tượng ra là căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay. Giá chào bán từ 1 tỷ 900 triệu đồng cho tới 2 tỷ 150 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế mọi người. Muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về căn nhà này, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhá. 0953 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì nhớ nhấn vào nút like ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.